Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Nước Mỹ đang trong thời điểm nước rút của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11 tới. Một số người nổi tiếng đã công khai lên tiếng ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống mà mình yêu thích. Liệu điều này có tác động phần nào đến quyết định của các cử tri hay không? Ủng hộ đối với bà Harris trong một bài đăng trên Instagram, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift viết Tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều điều hơn nữa với bàn tay dẫn dắt của bà ấy. Ngoài ra, ca sĩ nhạc rap người Mỹ, Cardi B, từng ủng hộ ông Biden hồi năm 2020, nhưng sau đó thất vọng với ông chủ của Nhà Trắng và tuyên bố sẽ không ủng hộ cả ông Biden lẫn ông Trump. Dù vậy, sau khi bà Harris trở thành ứng cử viên, Caribe đã thay đổi quan điểm. Bà Oprah Winfrey trước năm 2024, người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Mỹ, chưa bao giờ xuất hiện tại một đại hội của Đảng Dân Chủ. Dù vậy, hồi tháng 8 vừa qua, bà đã có bài phát biểu kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đứa con của bà mẹ Ấn Độ và ông bố Jamaica vì lợi ích cao nhất của nước Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghệ sĩ John Legend, người đã đặt giải Grammy, có quan hệ với bà Harris trong thời gian dài. Người này từng giúp chính trị gia Đảng Dân chủ gây quỹ trong cuộc đua vào ghế tổng trưởng lý bang California và thượng nghị sĩ Mỹ. Ông Steve Ross, tác giả cuốn Hollywood Tả và hữu, chia sẻ: "Tiếng nói của những người nổi tiếng đặc biệt thu hút các cử tri trẻ và theo khảo sát, cử tri trẻ Mỹ có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ. Vì vậy, điều này có tiềm năng trở thành một trong những sự ủng hộ có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ." Bên kia chiến tuyến, tỷ phú công nghệ Elon Musk tỏ rõ sự ủng hộ đối với ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và đã từng live stream phỏng vấn ông Donald Trump trên mạng xã hội X. Tại đại hội của Đảng Cộng Hòa năm nay, giám đốc điều hành của Ultimate Fighting Championships UFC Dana White, công ty giải trí võ thuật hỗn hợp MMA là người giới thiệu ông Trump. Đây vốn là vai trò thường được dành cho vợ hoặc thành viên trong gia đình ứng cử viên tổng thống. Giống như ông White, cựu lực sĩ đấu vật Hulk Hogan cũng xuất hiện trên sân khấu đại hội Đảng Cộng Hòa để lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Hogan thậm chí xé rách áo ngoài để lộ ra dòng chữ Trump Vance ở áo trong. Ngoài ra, nhiều ngôi sao hạng A khác ở Mỹ cũng đã nêu tên ứng cử viên tổng thống họ ủng hộ. Việc những người nổi tiếng bày tỏ quan điểm sẽ đem lại tác động tới cuộc bầu cử, đây là điều không tranh cãi. Dù vậy, tác động của các ngôi sao đến đâu lại là câu hỏi chưa có kết quả rõ ràng. Ngày 17 tháng 10, nhiều điểm bầu cử đã mở cửa cho các cử tri đến bỏ phiếu sớm tại bang chiến điện North Carolina. Chỉ vài tuần sau khi bão Helen đổ bộ vào Mỹ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Giám đốc điều hành hội đồng bầu cử bang Karen Brinson Bell cho biết hơn 400 điểm bỏ phiếu sớm trên khắp 100 hạt của bang đã mở cửa theo kế hoạch từ nay đến ngày 2 tháng 11 tới. Trong đó, 76 điểm bỏ phiếu sớm mở cửa tại 25 hạt ở khu vực phía tây North Carolina, nằm trong danh sách tuyên bố thảm họa liên bang. Ít hơn chút so với con số 80 điểm được lên kế hoạch trước bão Helen. 4 điểm còn lại không mở cửa như kế hoạch trước đó do ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão. Theo bà Brinson Bell, thời tiết đẹp trong ngày 17 tháng 10 có thể giúp tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trên toàn bang. Bà dự báo số cử tri đi bỏ phiếu sớm trong ngày đầu tiên tại tất cả 100 hạt có thể đạt mức cao kỷ lục. Trong các cuộc bầu cử trước, có hơn 3,6 triệu lá phiếu bầu cử sớm chiếm 65% tổng số phiếu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, có 62% phiếu bầu cử sớm trong tổng số phiếu tại cuộc bầu cử năm 2016. Giới chức tại 25 hạt bị ảnh hưởng do bão Helen vẫn đang đánh giá tình hình tại các điểm bầu cử để chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức ngày 5 tháng 11. Trong đó, đại đa số các điểm bỏ phiếu dự kiến mở cửa cho các cử tri đi bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần vào đầu tháng 11. Tháng 10 là lúc hai đảng sẽ tung ra những tin tức tàn khốc với mong đợi khiến ứng cử viên đảng đối lập ngã ngựa. Như các phân tích bầu cử ở Mỹ đã chỉ ra, trận đua nước rút trong tháng 10 bao giờ cũng có ý nghĩa to lớn vì nó có thể bất ngờ làm đảo lộn những dự báo trước đó. Trên thực tế, cụm từ bất ngờ tháng 10 đã trở thành một phần không thể thiếu trong từ điện chính trị Mỹ trong gần 50 năm qua, khiến các chiến dịch tranh cử của ứng viên nào cũng thường lo sợ về những tin tức hay cuộc khủng hoảng bất ngờ xuất hiện có thể làm thay đổi lộ trình và kết quả cuộc đua. Theo tiến sĩ David Greenberg, giáo sư đại học Rutgers, Mỹ, chuyên gia về báo chí, lịch sử và bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 11 năm nay sẽ rất căng thẳng. Chỉ cần một sự kiện ngoài tầm kiểm soát hoặc một biến cố bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ nhất trong quan điểm của công chúng cũng có thể quyết định chủ nhân mới của Nhà Trắng. Hầu hết Cử tri đều đã xác định rõ bản thân mình thuộc về đảng dân chủ hay cộng hòa. Bất ngờ tháng 10 không làm thay đổi phiếu bầu của họ, vì dù tình hình có thế nào, họ sẽ vẫn luôn trung thành với đảng của mình. Trong nhiều trường hợp, bất ngờ tháng 10 chỉ củng cố thêm quan điểm của họ về ứng viên ưa thích. Các cử tri độc lập mới chính là mục tiêu nhắm đến của bất ngờ tháng 10. Tuy nhiên, nhiều người trong số này đều đã thuộc về một trong hai đảng. Vì vậy, để thay đổi lựa chọn của họ vào những ngày sắt nút bầu cử là cả một nỗ lực lớn đối với bất kỳ đảng nào. Như vậy, chỉ còn lại một nhóm ít cử tri vẫn chưa quyết định. Tuy nhiên, bất ngờ tháng 10 với những chiêu trò chính trị tiêu cực có thể sẽ khiến họ mất hứng thú. Hệ quả là họ có thể sẽ quay lưng lại với phe đã đưa ra những chiêu trò này, đồng thời cũng có thể không đi bỏ phiếu. Ngoài ra, những cử tri thuộc nhóm này phân bố giải ra khắp nước Mỹ, khiến tác động của họ đến cuộc bầu cử bị suy giảm điểm mấu chốt là đảng dân chủ đã thành công trong việc kéo dài thời gian bỏ phiếu bầu cử từ một ngày lên một tháng việc bỏ phiếu sớm vô hiệu hóa nhiều tác động được cho là có thể có của bất ngờ tháng 10. nói tóm lại bất ngờ tháng 10 không giúp ích cũng chẳng gây tổn hại đến các bên chơi chiêu trò những tác động của các bất ngờ này rất khó dự đoán và thường thì chúng không vận hành theo đúng cách mà người ta mong đợi những nhà hoạt động của các đảng đã sử dụng con bài bất ngờ tháng 10 không hẳn để tác động đến cử tri mà là để khiến các chính trị gia của đảng đối lập mất động lực ra tranh cử. Nhiều người đủ tiêu chuẩn và tiềm lực để ra ứng cử, nhưng họ sẽ không làm vậy vì không muốn gia đình và cuộc sống của họ rơi vào nguy hiểm. Để có được bất ngờ tháng 10, các đảng chính trị đã phải dành rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để thu thập thông tin, dối trá trắng trợn. Và theo dệt những thông tin này thành một sản phẩm đạt hiệu quả tối đa, phải đảm bảo bí mật, liên kết đồng minh trong giới truyền thông để khuếch đại thông tin và gây quỹ thực hiện. Các chiến dịch tung ra đội quân những kẻ chơi trò bẩn để tạo dựng bất ngờ tháng 10. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay khó đoán, tỷ lệ ủng hộ ông Trump và Phó Tổng thống Harris trong các thăm dò toàn quốc không chênh lệch quá nhiều. Trong khi đó, chính trường Mỹ và thế giới tiềm ẩn hàng loạt diễn biến có thể làm lệch cán cân giữa hai ứng viên. Trong nền chính trị ngày nay, các ứng cử viên của các đảng đã trở nên cực kỳ ghét nhau. Bất ngờ tháng 10 trở thành công cụ để gây rối, trả đũa hoặc bôi nhọ đối thủ. Mục đích thứ hai của bất ngờ tháng 10 trong cuộc bầu cử năm nay là để loại bỏ phong trào, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà gà. Một phong trào lấy ông Trump làm trung tâm và khiến phe đối lập có nhiều e ngại. Tuy nhiên, bất ngờ tháng 10 dù có sức tàn phá khủng khiếp đối với hệ thống chính trị và các đảng phái thì cũng không làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Nhưng thật không may, bất ngờ tháng 10 sẽ không bao giờ có điểm kết. Truyền thông xã hội và báo chí sòng chính có nhiều người xem, người đọc và người nghe hơn. Các chính trị gia lại rất thích thú khi hành hạ lẫn nhau hoặc tìm cách trả đũa đối thủ. Và nhiều người lại được chứng kiến những màn tranh đấu khốc liệt, nhiều chất Mỹ như vậy. Theo số liệu mới nhất của trường đại học Florida, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11. Dữ liệu bầu cử cho thấy, số cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua số người đi bầu trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu vắng mặt bằng cách bỏ phiếu vào hòm phiếu tại một địa điểm nhất định hoặc bầu trực tiếp tại một văn phòng bầu cử trước ngày mùng 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Columbia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng, việc bỏ phiếu sớm giúp giảm thời gian xếp hàng trong ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện nay, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim phó tổng thống Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Theo kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist kết hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Donald Trump, tuy nhiên số người chưa quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult ABC, Ipsos, CNN. Bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2% đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang giảm sút khi tỷ lệ ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News vừa công bố, ông Donald Trump đã lấy lại vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân chủ trước đây trong nhóm cử tri ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại khoảng 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng từ 2 đến 3 bang, có thể là Wisconsin và Pennsylvania. Giới chuyên gia chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo trong suốt chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50 50